lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh làm việc với huyện Nam Đàn và Quế Phong trước các ca nhiễm mới xuất hiện tại các địa phương này. Nghệ An thành lập Bệnh viện dã chiến số 6, quy mô 450 giường bệnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó với bão Côn Sơn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Vừa rồi là một điểm tin, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Sau khi ghi nhận thêm 4 ca bệnh dương tính COVID-19 trong khu phong tỏa tại xã Xuân Hòa, ngày 7 tháng 9, đoàn công tác do đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Nam Đàn. Tính đến sáng 7 tháng 9, huyện Nam Đàn ghi nhận 82 ca dương tính với COVID-19, riêng xã Xuân Hòa có 41 trường hợp. Hiện Xuân Hòa đang là địa phương thực hiện chỉ thị 16 cộng. Các ca bệnh được công bố vào sáng 7 tháng 9 trên địa bàn xã, nguồn lây nhiễm từ ổ dịch chợ đầu mối. Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại xã Xuân Hòa, tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đề nghị huyện phải tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Riêng đối với xã Xuân Hòa, cần xử lý môi trường, rác thải đúng quy trình. Khi người dân có biểu hiện ho sốt đến mua thuốc chữa bệnh, các quầy thuốc phải có thống kê và báo ngay cho chính quyền địa phương. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị huyện cần phải rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra các giải pháp có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, tập trung khoanh vùng, rà soát, phân loại, tiến hành xét nghiệm PCR, test nhanh để phát hiện nhanh nhất các trường hợp F0, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện chỉ thị 16 cộng đối với xã Xuân Hòa, 4 xóm có nguy cơ cao cần phong tỏa. Cùng ngày, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh làm việc với huyện Quế Phong khi địa phương này vừa xuất hiện 5 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng. 5 bệnh nhân sinh sống tại khu vực xóm chợ thuộc bản Liên Hợp, xã Tri Lễ và là người trong một gia đình. Đáng lưu ý, gia đình các bệnh nhân này có một xe khách chuyên chạy hai tuyến cố định Kỳ Sơn, Tri Lễ, Vinh và Tri Lễ Vinh đã vận chuyển khá nhiều hành khách. Gia đình có cửa hàng tạp hóa, buôn bán cho nhiều người dân trong vùng, địa phương lân cận. Hai bệnh nhân là học sinh đã đi học tại trường tiểu học Tri Lễ 1. Trước mắt, huyện Quế Phong đã thực hiện điều tra, truy vết được 155 trường hợp F1, trong đó có 35 trường hợp F1 nguy cơ cao, 9 trường hợp F1 ở xã Nhôn Mai và Hữu Khuông, huyện Tường Dương, 65 trường hợp F1 là học sinh. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An nêu rõ, nguy cơ dịch COVID-19 lây lan ở xã Tri Lễ là rất cao. Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh yêu cầu huyện Quế Phong tiếp tục đẩy mạnh điều tra, truy vết, áp dụng ngay các biện pháp giãn cách, cách ly xã hội, lấy mẫu xét nghiệm sớm và triệt để các trường hợp F1, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR cộng đồng toàn bộ khu vực nơi ở của bệnh nhân, thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà ngay các đối tượng liên quan. Đặc biệt, chú ý công tác đảm bảo cho việc cách ly các trường hợp F1 là học sinh, chú trọng các điều kiện đảm bảo việc thực hiện quy định phòng chống dịch trong khu cách ly. Huyện phải chủ động phát huy tinh thần 4 tại chỗ, huy động cả hệ thống chính trị xã hội cùng tham gia, dựa vào dân để chống dịch, phát huy tốt chức năng, hiệu quả của tổ COVID cộng đồng, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an sinh xã hội. Huyện Quế Phong cần thành lập ngay một sở chỉ huy đặt tại xã Tri Lễ do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách để bám sát chỉ huy công tác phòng chống dịch. Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh thống nhất với đề xuất của huyện Quế Phong về việc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 toàn bộ xã Tri Lễ và thực hiện chỉ thị 16 nâng cao khu vực xóm chợ. Trong diễn biến liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có quyết định thành lập bệnh viện dã chiến số 6. Bệnh viện này sẽ trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất của khách sạn công đoàn thị xã Cửa Lò. Bệnh viện dã chiến số 6 có quy mô 450 giường bệnh, là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất tỉnh Nghệ An hiện nay. Các bệnh viện còn lại chủ yếu quy mô từ 100 đến 300 giường bệnh. Bệnh viện dã chiến số 6 sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng. Bệnh viện Ung Biếu Nghệ An được giao nhiệm vụ phụ trách chuyên môn tại bệnh viện dã chiến này. Nghệ An hiện là vùng dịch lớn thứ tư miền Bắc với 1.718 ca bệnh tính đến sáng 7 tháng 9. Trong số này, vẫn còn gần 1.000 ca bệnh đang được điều trị, 5 bệnh nhân đã tử vong. Trong số các F0 chưa ra viện, các ca bệnh nặng được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện dã chiến số 1 huyện Hưng Nguyên. Phần lớn các bệnh viện dã chiến hiện nay trưng dụng các nhà khách, khách sạn tại thị xã Cửa Lò. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với cơn bão Côn Sơn. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo sẽ đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông trong đêm 8 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9 và có khả năng mạnh thêm. Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến bão và mưa lớn trong những ngày tới, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đảm bảo 100% quân số canh trực, đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm các công điện của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bão, mưa lũ xảy ra trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão Côn Sơn, rà soát đảm bảo an toàn doanh trại, kho, trạm, trang bị, thiết bị, phương tiện, các hoạt động của bộ đội, chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm bảo đảm cho bộ đội và sẵn sàng giúp đỡ nhân dân. Cùng với đó, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chủ động các biện pháp ứng phó, phát huy phương châm 4 tại chỗ, kiểm tra, rà soát các hồ đập có thể xảy ra sự cố, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Phối hợp với đồn biên phòng và các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền biết diễn biến và hướng đi của bão để tìm nơi tránh trú an toàn, kiểm tra bảo quản lại các phương tiện, vật chất phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật chất để thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.